gặp gỡ chú mèo béo nhất mạng xã hội những ngày qua. Chú mèo có thân hình giống quả dưa hấu này tên là May May. Ẻm được mệnh danh là chú mèo béo tròn nhất trên mạng xã hội. Vì thân hình phì nhiêu của mình nên chủ của May May không tìm được cái giường phù hợp với ẻm. Em nó sẽ thường tranh ngủ chung ổ với bạn chó của mình. Nhìn thấy em chó không dám phản kháng, chỉ nằm nép một bên, bạn chủ chỉ đành mua một chiếc ổ chó khác cho em mèo này. Mặc dù có một thân hình big size, nhưng May May chưa bao giờ ngớt món ăn của mình cả. Em sẽ nằm y một chỗ, đợi đồ ăn từ sáng cho đến chiều. Để giúp chú mèo béo này giảm cân, chủ nhân của em giới hạn thức ăn cho em chỉ 50 gram mỗi ngày. Nhưng cô không ngờ đến việc nó sẽ tranh ăn với các bạn chó khác. Không chỉ giả điếc khi nghe chủ nhân chửi, mèo ta uống no say xong sẽ nằm phè phở ngủ. Để thúc đẩy May May tập thể dục, bạn chủ còn cố tình mua máy chạy bộ. Ai dè May May lên đó ngủ ngon lành luôn. Cho dù có dùng ba tê dụ dỗ thì chạy cùng lắm là nửa vòng. Hết cách, chủ nhân May May dẫn em nó đi tập thể dục. Nhưng có vẻ mèo ta vừa béo vừa hướng nội nên vừa ra khỏi túi lại chui vào. Có lẽ hoạt động duy nhất ngoài việc ăn và ngủ của nàng mèo này chính là nằm dài ra sàn tắm nắng mà thôi. Thật ra May May béo không phải là do bạn chủ cho ăn không kiểm soát. 4 năm trước, May May bị bạo bệnh. Sau biến cố đó, em bỗng dưng ăn nhiều và tăng cân không kiểm soát. Hiện tại May May đã 7 tuổi, các chỉ số của em vẫn ổn định. Nhưng theo lời bác sĩ, nếu tình trạng này kéo dài về lâu, em sẽ bị ảnh hưởng đến xương khớp cũng như tim mạch. Mọi người nghĩ sao về chú mèo này? Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé!